Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói ra những cái sai lầm khi chúng ta sử dụng đồng hồ auto. Rồi, thì trước khi các bạn hiện tại bạn thấy là hai cái con đồng hồ. Bên đây là auto ZTS1 nè. Đấy. Đây là ZTS4 ha. Thì cái S1 này nó ra đời từ năm 2018 ha, và được rất là nhiều người ưa chuộng sử dụng. Cái S4 này là ra đời năm 2019, là một phiên bản nâng cấp của S1, là nó đo được thêm những chức năng là tụ tần số nhiệt độ. Rồi mình vừa hỏi vấn đề luôn là những sai lầm nào khi ta sử dụng đồng hồ này. Rồi, thứ nhất đó chính là đo âm tường. Chức năng đo âm tường đây, như bạn bấm chữ NCV sẽ được một cái chức năng đo kiểm tra dòng điện, phát hiện dòng điện, đúng không? Đây, đưa vào sẽ phát hiện được dòng điện, nhưng chức năng này chỉ phát hiện được những dòng điện nào khoảng cách gần thôi và không bị ngăn cách. Bởi vậy chúng ta không nghĩ là này đo âm tường là sai. Dù âm tường thì nó rất là sâu trong tường, dây điện nằm ở trong một bức tường thì chúng ta không thể đo được nha. Rồi, hiện tại trên thị trường thì mình cũng chưa thấy được những loại đo âm tường. Nếu bạn nào biết loại nào đo âm được âm tường, các bạn hãy comment phía dưới để cho mọi người cùng biết ha, bình luận dưới cho mọi người cùng biết cái loại nào đo được âm tường. Rồi hiện tại mình cũng chưa có sử dụng được loại nào đo âm tường hết, loại này chỉ đo được những cái bên ngoài thôi, những cái gọi là bên ngoài thôi các bạn ha, không âm tường thì chưa nha, những cái gọi là dây điện trần ở ngoài á, hoặc là những cái vật dụng sử dụng điện ở ngoài thôi, chứ không đo được âm tường. S1, S4 đều là như vậy hết ha. Đây, S1, S4 đều giống nhau hết, chứ không phải là S4 là âm tường là sai ha, đó là sai. Rồi, cái thứ hai đó là chức năng đo ampe là cái lỗ mình cấm cái có cái dán màu vàng nè, lỗ này nè, cả hai loại luôn. Không chỉ là đồng hồ auto thôi mà tất cả như là đồng hồ khác nó có để là đo ampe, thì các bạn đừng nghĩ đơn giản nó là dùng để đo ampe giống như là đo volt là sai. Đo ampe ở đây là đo ampe của cái dòng đi vào cái tải, đo ampe của cái dòng đi vào cái tải, chứ không phải giống như đo volt là một suy nghĩ sai lầm. Đo ampe chỉ dùng cho những người thợ nào đã từng học qua hoặc là đã từng hiểu biết qua mới đo được ampe nha. Còn nếu chúng ta chỉ là tay ngang, những là những người dùng phổ thông, thì mình khuyên là không nên dùng chức năng này, bởi vì nếu đo sai thì nó sẽ cháy nổ rất là nguy hiểm. Đây, mình lúc mà mình gửi thì sẽ có một cái tờ giấy như này cảnh báo chức năng đo ampe chỉ dùng cho thợ, đo sai sẽ cháy nổ, thắc mắc cứ liên hệ mình đó. Thì nó là như vậy, nên mình nên cẩn trọng chức năng này, nó rất là nguy hiểm. Tất cả loại đồng hồ luôn, đồng hồ nào cũng vậy chứ, đo ampe là phải đo lại dòng tiêu thụ của tải, chứ không phải đo nguồn là sai ha. Rồi, cái gọi là khúc mắc thứ ba đó chính là cái đồng hồ, đối với cái đồng hồ S4 này, khi chúng ta đã chỉnh rồi thì nó không còn là auto. Bạn nhớ nha, khi chúng ta đã chỉnh rồi thì không còn là auto nữa. Ví dụ như hiện tại trên màn hình nè thì nó là auto đó, bởi vì có chữ auto thì nó sẽ là auto. Hiện tại nó sẽ là cái S1 auto. Còn khi mà nếu chúng ta muốn đo tụ thì chúng ta phải chỉnh qua chỗ này. Đấy, để đo tụ nè. Thì khi chúng ta đã chỉnh qua thang đo tụ rồi thì chúng ta phải dùng để đo tụ, không được đo những cái khác. Nếu đo những cái khác thì có thể sẽ cháy nổ ha. Ví dụ như chỉnh thang đo tụ rồi nhưng mà chúng ta lại đi đo volt, nhất là điện 220. Nhất là điện 220, điện này rất là nguy hiểm. Tại vì cái dòng nó cái nó rất là cao, điện thế rất là cao, rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta chỉnh qua đo tụ nè, chúng ta cắm vào điện 220 thì dường như là 80% nó sẽ hư. Còn những phần trăm còn lại có thể là do bạn may mắn thì hoặc là do cái yếu tố gì đó chúng ta không bị hư thôi. Ha, rồi. Cũng như vậy, nếu là tần số chúng ta phải dùng để đo tần số, không có đo những cái khác. Tần số cũng dễ, cũng ít hơn thang này lắm. Thang này cũng rất là ít hơn, bởi vì tần số là đã nói về điện 220 rồi thì tất nhiên là đo được điện 220 tất nhiên không hư. Tần số cũng ít hư. Thang đo nhiệt độ cũng ít hư, cũng ít khi nào hư. Hư các những chức năng hư nhiều nhất, bị lỗi nhiều nhất á là chức năng đo tụ này nè, đo tụ nè.
là bị lỗi nhiều nhất, là rất là bị lỗi chức năng này, rất là bị lỗi nhiều. Bởi vì người ta tỉnh chính qua đo tụ rồi, chúng ta lại đưa điện 220 thì nó dập vô là nó khả năng cháy hư rất là cao. Rồi thêm một cái, đây là để chúng ta đo von nè, diode thông mạch thôi. Nói chung là những cái sai lầm cũng như mình vừa nói đó. Cái thứ nhất là đo âm tường thì dường như là không đo được âm tường ha. Cái thứ hai là đo đo ampere chúng ta nên cẩn trọng ha. Đây cảnh báo của mình, dùng cho thợ thôi, mình không phải thợ, đừng nên đo ampere, đừng có tò mò. Nếu chúng ta muốn đo, nếu chúng ta muốn học đo thì chúng ta phải lên mạng coi nhiều clip, hoặc là chúng ta hỏi những người nào từng biết thì ta chỉ cho, chứ đừng có dạy dột đưa rồi cắm vào nó sẽ cháy liền. Lúc trước có một anh kia nói với mình là mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt đó các bạn. Mình thấy nó đúng không? Rồi cũng khá đúng. Hiện tại thì mình cũng đã trên tay được hai cái đồng hồ này và những cái sự nguy hiểm của nó, chúng ta nên cẩn trọng trước khi dùng. Nếu chúng ta dùng đúng thì nó sẽ rất là bổ ích cho cuộc sống chúng ta, còn nếu chúng ta dùng sai thì nó lại là một cái hiểm họa, một hiểm họa luôn rình rập chúng ta, nó hay nổ hay cháy bất cứ lúc nào ha. Chúng ta vì chúng ta điện đã nói về điện rồi, nó không dòng họ với ai cả ha, điện là không dòng họ anh em với ai hết trơn á, các bạn có phải cẩn trọng ha. Thì theo là mình khuyên, nếu các bạn chỉ vừa là người dùng cơ bản, chúng ta về ta chỉ đo von nè, chúng ta về chỉ đo von, đo địa đo đo, đo 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 bình ắc quy, đo von, đo von 220 von, 12 v, đo điện trở thông mạch các kiểu, dò điện thôi, thì chúng ta nên mua cái S1 này bởi vì nó không có chức năng chỉnh. Còn cái S4 này á, thì nó nhiều chức năng hơn, nhưng mà nó phải chỉnh, khi đã chỉnh rồi thì không còn là auto nữa, chúng ta đo sai thì vẫn cháy bình thường ha. Rồi nếu chúng ta là thợ thì chúng ta nên mua S4 này, còn nếu chúng ta chỉ là dân thường chúng ta nên mua cái S1 này. Đó là lời khuyên của mình ha. Bạn nào có thắc mắc gì hoặc có đóng góp gì hãy bình luận phía dưới ha. Mình rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Rồi, chào các bạn nha.